bài ca mọi cánh chim đơn đi vào làm dù xanh thắm muôn trùng trăng nước bao la dòi mắt trong xa năm tháng trôi mau mong cũng phôi pha như chiều nước xa lão bà cô nương kìa ông là ai Tôi là kẻ bị đắm thuyền trôi dạt vào đây. Tôi đói và khát lắm. Ông này nói nghe lạ quá. Chiều nay bể lặn sóng yên thì làm sao đắm được thuyền? Con đừng bận tâm, chỉ cần biết rằng người ta đang đói khát, hãy vào trong bưng nước ra đây ngay. Dạ. Quân sĩ, hãy bao vây tất cả vùng này, trà xét tất cả người qua lại, tìm bắt cho được tên phiên đảo gian điền. Ủa, lại có chuyện gì mà quân binh tấp nập vậy cả? Quân binh đang truy nã một người, xin lão bà cho tôi được ẩn vào trong. Được, tráng sĩ hãy gượng đứng dậy theo tôi. Bằng tất cả giá nào cũng phải bắt cho được đứa con cuối cùng của dòng họ Xuyên Đảo. Nếu như không có đưa về được một hình hài nguyên vẹn thì cũng là một chiếc đầu lâu. Tuân mạng đạo chúa. Quân sĩ, hãy lục xét nhà này. Khoan, gian nhân nào đâu mà lại ẩn trốn trong một gian nhà tồi tàn mục nát. Xin các công đừng tìm kiếm uổng công. Mặt ta, lão bà hãy tránh ra, cho ta được làm tròn nhiệm vụ. Hãy tiến vào trong lục soát. Đứng lại. Người em muốn gì? Muốn nhắc các ông một bài học và cách đối xử với người lớn tuổi. Vâng, hãy trói cổ mẹ con của bé này mà lục soát tôi nha. Tư Mã Vĩnh Đô, hãy dừng tay lại. Tâu đạo chúa. Thượng tướng, hãy đem quân rời khỏi nơi đây ngay, kẻo làm bẩn mắt gia nhân. Tâu đạo chúa. Ta không muốn nghe lời nào nữa cả. Đi ngay. Tâu chân. Để con vào thắp đèn cho sáng nghe mẹ. Khoan, nàng hãy đứng yên trong không gian mờ ảo đó, để ta nhìn qua làn sương đột một gian ngọc lửa lì tinh khôi và trong suốt, để ta nghe hồn say ngây ngất. Tôi là một gái hèn quê, tay thuộc gia lưới đợi chiều về. Mẹ con tôi nào mong ước về hương được sống phẳng lặng bình yên. Đây là túi vàng 20 lượng, thứ vàng thừa làm chất áo quyền quy. Nhưng mây cành kia rơi túi vàng này, khuôn mặt đời sẽ đổi thay. Thưa ông, mẹ con tôi giàu nghèo hèn, nhưng túi vàng làm buồn hai tranh. Túi vàng ông vô cùng quý giá, nhưng gai quê nghèo với quần bố áo vải được điểm trang bằng sông cá trùng dương. Có trăm vàng lên bãi cát, cài trên khung trời bát ngát, thì đâu mơ chuyện cao sang. Có cung gì có lụa là nơi đây sông biển rác rào, làm mà đẹp tháng ngày qua. Lần đầu tiên bước chân lên ngôi cao tộc, nắm trọn quyền đảo chúa trên tay. Ta thấy yêu giọt trăng này, hoàng hôn thơm mùi yêu thương. Dạ, mẹ con tôi ngủ dưới quê mùa, không biết từ ngày giáng lâm. Dạ, xin người dung thứ tội. Lão bà và mỹ nhân hãy đứng dậy. Ta rất tiếc là phải từ biệt, chân bước đi mà lòng liên nhớ. Ta muốn biết được quy danh nàng. Dạ, tiện nữ họ Trúc Đảo, tên Phương Kiều. Trúc Đảo Phương Kiều. Kìa đảo chúa, tên nàng đẹp quá. Nhưng thôi, ta xin cáo biệt, hẹn sẽ tương hội nơi thủ phủ. Tiện nữ xin tiễn chân đảo chúa. Mẹ vào trong thắp đèn và săn sóc cho chàng tráng sĩ lạ nghe con. Dạ.
bé, hãy trao túi vàng cho ta. Không được, ông đâu phải là chủ túi vàng này. Nhưng ta cần có nó, nàng phải đưa ta. Không. Nàng không đưa thì ta chiếm đoạt. Gươm đi, đưa không? Mẹ ơi, mẹ. Khoan, dừng tay lại tên cút cạn. Ngươi là ai? Xuyên đảo Giang Điền. À, Giang Điền đã tự đến nạp mình, tạo chiến tích cho thượng tướng Tư Mã Vĩnh Đô. Ta sẽ giết tên Vĩnh Đô phản chúa A Tòng với Xuyên Hạ để ám hại phụ thân ta, để cúp lấy quy quyền đảo chúa. Vậy thì ngươi hãy đỡ. À, đúng mặt, đã ám toán ta. Cái đầu Giang Điền còn nặng hơn túi vàng nhiều. Đừng giết kẻ tay không. À, tráng sĩ, tráng sĩ, Tư Mã Vĩnh Đô đã bỏ chạy rồi. Cảm ơn tráng sĩ và cô nương cứu mạng. Ôi, ơn nghĩa cái quay gì. Thuyền cô độc còn neo trên bến cũ, xin giả từ tôi trở lại với trăng khuya. Khoan, xin người dừng bước. Ông muốn gì? Tôi muốn ông giúp tôi mang giùm một phong thư trao về Vĩnh Dương thủ phủ. Tôi đã lánh xa dòng ân quan, một thuyền nhỏ chở trăng đầy vui ngày tháng rượu và thơ. Thôi ông hãy đi đi, anh muôn gió trăng riêng để gạo cơm cho bọn tầm thường. Sao cô nương nói chi lời nặng hơn treo đá. Thôi giờ tôi nhận lời, tôi phải trao thơ gì cho ai? Ngoài thơ có đề rõ họ tên và nơi người nhận. Lần nữa Xuyên đảo Giang Điền xin nghiêng mình ghi tạc, mong một ngày nào được đáp đền ân nghĩa. Con người tôi khô khan thô lỗ, không tình không cảm, ân nghĩa ấy xin ông bạn hãy dành lại cho cô nương Trúc Đảo. Vâng, đối với Trúc Đảo cô nương, kẻ này không bao giờ quên được. Mơ một ngày qua lại cô thôn, tìm trong mắt những ảnh hình thân mến cũ. Giờ đây xin giả biệt. Ông bạn định về đâu? Tôi sẽ đạp sông cả đồi trăng khuya, xuôi thuyền về Tô Mã đảo nổi đêm này, rèn luyện tinh binh chờ đợi một ngày tôi trở lại Vĩnh Dương giết bọn phản thần Xuyên Hạ, cướp lại chủ quyền vàng rửa hận cho sông thân. Xin từ giả trang sĩ với cô nương tôi xin cáo biệt. Tôi cũng từ giả cô nương cất bước bên đường. Người cùng đi sao giờ đây bến hạ sẽ lạnh vô chừng. Vâng, tôi đã vì cô nương mà lãnh nhiệm vụ đưa thơ, thì tôi phải về Vĩnh Dương thủ phủ. Nhưng còn một điều là ông chưa cho tôi biết tên họ. Một thứ chim giang hồ đâu còn nhớ tên nhớ họ. Thôi, ông muốn giấu thì ông đi đi. Nhật Kim Bình kia, Mạc Thủy Xuyên Lan quận chúa. À, Trúc Đảo cô nương, người ta đã đi rồi, để cho chúng mình nữa cùng nhau tâm sự. Dưới bên hạ thuyền đã chở đầy trăng, chúng ta hãy theo sóng mà ra biển cả. Thưa quận chúa, tôi còn phải lên đường. Kìa, sao vội thế? Ở nơi đây có sương xuân lạnh, có gió trăng đầy, có kỷ niệm lần đầu tiên gặp gỡ. Nhật Kim Bình, anh. Quận chúa ơi, xin dừng lại những lời chưa tiện nói, hãy để cho kỷ niệm nằm yên dưới đáy mồ quá khứ, để trăng tinh khôi còn ống mượt giọt tơ vàng. Tâm sự ai gieo làm rung lạnh sương ngàn, có nghĩa gì đâu kỷ niệm chiều bay biển cứu quân nương, chỉ là việc làm khi kiên nghĩa mà thôi. Tôi với quận nương đứng đôi bờ dây cấp, rượu già thơ
không thể làm một cuộc đổi thay. Xin giữ trong lòng lời toan tốt hôm nay, để tâm sự khói sương làm duyên cho má hồng tươi thắm. Thưa quận chúa, sao nhà ngươi cứ theo ta hoài vậy? Ta bực mình lắm rồi, hãy ra ngoài ấy đợi ta. Đó là ý muốn của quận chúa. Phải, ta muốn như thế đó. Nếu quận chúa muốn vậy thì kẻ này xin lui ngay tức khắc. Nhật Kim Bình ơi, em hận bây sao lại sinh ra làm thân quận chúa, không được cùng ai vượt biển tâm sương buồn. Đôi hồn lên trên trong trăng sống dài muôn trùng, em thèm được chiều chiều trong ra ngàn sông, giỏi bóng thuyền anh mờ quốc dòng sương chiếu ngàn vàng, nhớ thương làm ướt đẫm cho lạnh buồn ngọn tóc. Đêm xuân mãi mãi buồn mà không dám khóc, muốn xin ai được cận kề đôi bóng chung đôi. Nhật Kim Bình, thưa quận chúa, sao lại vào đây chứ nữa? Ta không cần ai hộ vệ ta hết, hãy đi đi. Nhà ngươi muốn gì? Ta muốn giết nhà ngươi. Giả lộ nhân, đừng vô lễ, hãy đi cho khuất mắt ta. Thưa quận chúa, quận chúa giàu, quận chúa không hề cần kẻ này hổ về, nhưng kẻ hổ về này vẫn tư thế chẳng yên lòng, bỏ mặt cho quận chúa xuống pha. Tiện nhân sợ rằng giữa đêm trăng mộng bao la, quận chúa vô tâm sẽ lầm tay kẻ cướp, nên dù cho quận chúa cứ nặng lời xua đuổi, mà kẻ tôi đòi cứ phải chăm lo. Đây vết thẹo này với nỗi sung sướng vô bờ, ngày nào tôi tự nguyện ước mơ liều chết thay quận chúa. Dầu có lăn xả vào ngàn tên lửa đó, quân nương mà đau tôi còn đau gấp vạn ngàn lần. Thôi đừng lãi nhãi, hãy lui ra đi. Lệnh công cho dời quận chúa trở về biệt cung Cần Kiếp. Sao hồi nãy giờ ngươi không chịu nói? Được rồi, ta sẽ về ngay. Xin từ giả Nhật Kim Bình. Xin giả biệt quận nương. Em sẽ trở lại gặp anh vào đổ trăng tròn. Trúc đảo Phương Kiều. À, Trúc đảo cô nương. Nhật Kim Bình, ông không theo quận chúa hay sao? À, không, tôi còn phải đến Vĩnh Dương để làm một kẻ trao thơ. Rồi bao giờ người trở lại? Đất Vĩnh Dương rộn ràng xa mà, kẻ phiêu bồng chỉ nhớ cõi trăng này. Nghĩa là khi trách nhiệm tôi đã xong, tôi sẽ trở lại đây. Thuyền tôi đó vẫn còn neo chờ đợi chủ. Hương sắc xa qua dễ làm quên đường về chốn cũ, thuyền sẽ buồn biết bao nhiêu. Đêm đêm mỏi mòn chờ đợi ai xa về, sưởi ấm lại mộ phương trời. Tâm sự nào đây trong sương lạnh không lời, kẻ đi xa vui chân mây vú, thuyền nằm lặng lờ nghe lệ mặn thấm thịt cái xương. Tôi vẫn ở đây với trăng lành quê hương, giữa thuyền cố đợi chờ ai trở lại. Xin hãy nhớ đừng quên khung trời bến hạ, lạnh hắt hiu từng đợt gió đợi đêm về. Trúc đảo Phương Kiều. Em Nhật Kim Bình, anh sao em cứ nghe lòng mình lo sợ.
kìa, em hãy nhìn, nhìn kỹ dấu kiếm còn in trên mặt đá, thì tình đôi ta sẽ bền vững đến ngàn năm. Phu sĩ Sơn vẫn gội đầu tuyết tăng tháng năm, nước đại dương vẫn còn xanh màu thế ước. Em đừng buồn cho đau chân sương gió, em đừng tưởng kẻ đi xa chi để. Giang Điệp công tử ơi, bảo chúa đã bắt đầu say mê nhan sắc trúc đảo Phương Kiều. Tôi có thể rửa thù tiên chúa bằng nhan sắc ấy. Công tử ơi, tôi trung không thờ hai chúa, nhưng... Thầy công Lan Y! Lão Lan Y đâu rồi? Tâu chúa công, lão đã bỏ đến tháng thuốc thứ mấy rồi? Tại sao bệnh của phu nhân vẫn không thuyên giảm? Tâu chúa công, bệnh phu nhân thuộc về tâm bệnh, cần được an ủi dỗ dành. Xin chúa công đừng dội ép buộc chuyện gối chăn. Nàng ta có ép buộc nàng bao giờ? Thôi, lão hãy gọi cho nàng uống thuốc, xem coi có bất chút nào không. Dừng! Mà khoan, lão hãy để cho ta làm việc đó. Phu nhân, phu nhân hãy răng dậy mà uống thuốc đi phu nhân. À, tại sao ta lại phải uống thuốc? À, phu nhân ta đã tỉnh. Tôi đã mê bao lâu rồi? Đã 3 ngày đêm rồi. Phu nhân có biết ta đã ngồi suốt đêm bên giường ngọc, đắp từng chiếc chăn, chờ đợi phu nhân rung động trở mình. Nàng tỉnh rồi ta nghe mạch sông hồi sinh, hơi ấm đã chảy luồn vào một xác. Nàng tỉnh dậy làm cho ta mừng muốn rơi nước mắt. Sao nàng cứ nhìn ta bằng tia mắt ưu tư giá lành như đồng. Chờ đợi như ta đây càng nghĩ chỉ thêm buồn. Xin hãy trả cho tôi về bến hạ nụ cười tươi tôi cất giữ ở quê hương. Nàng đừng bỏ ta trơ trọi cô đơn, nàng muốn gì cũng được chứ đừng đòi về bến hạ. Ta được gần gũi để nhìn nhau xa là vẫn còn hơn phải cách xa dịu dời muôn trùng. Nhìn nét hoa dung buồn rũ rượi ta không chịu được. Lão Lan Y! Dạ. Lão có thuốc nào để chữa bệnh buồn chăng? Tâu chúa công, có một tên hát dạo nói rằng mình có thể làm vui những kẻ đang buồn. Sao? Làm vui cho những kẻ đang buồn? Vâng. Vậy thì thái công hãy tìm hắn ngay đi, rồi đưa hắn vào đây. Phu nhân ta giờ đang rũ rượi ô buồn, làm cho ta cũng buồn muốn rơi nước mắt. Ta sẽ đàn công bằng giá tiền kìm, nếu phu nhân ta nở nụ cười duyên. Xin cúi đầu tuân mệnh chúa công, tôi sẽ tìm để đưa hắn vào đây. Đừng mong thai trăng bằng ánh đi lạc, nước đâu làm tươi được cây đã héo khô. Kìa, tên hát dạo, đêm ở hoàng cung làm gì có sương nắng mà nhà ngươi cứ đổi non sụm sụp vậy? Tâu chúa công, vì kẻ hèn này có một khuôn mặt ghê tởm xấu xí, sợ lộc nón ra sẽ làm phụ nhân kinh khiếp. Vậy thì thôi, đừng có lột nón ra, phụ nhân ta mà kinh sợ thì tội của nhà ngươi không nhỏ đó. Tâu dân, kẻ hèn này đang cúi đầu chờ lĩnh giải của phụ nhân đó. Nó đang chờ lĩnh của phụ nhân đó. Phụ nhân hãy nói đi. Tên hát dạo, nhà ngươi làm sao cho ta vui được khi lòng ta đang sầu gian dở? Kìa phụ nhân, sao lại nói đến chuyện sầu gian dở? Tên hát dạo, ngươi mau làm vui cho phu nhân ta đi. Nếu không làm được thì hãy mau rời khỏi nơi này. Tâu chúa công, kẻ hèn này chỉ có mỗi một cái tài là kể chuyện. Chuyện gì? Chuyện ngày xưa. Chuyện ngày xưa?
nào có gì đang nói. Mà có nói thì chỉ thêm buồn. Người hãy lui ra, đừng có bày đặt vẽ vời. Quan thưa công, thiếp muốn nghe gã kể chuyện ngày xưa. Đó, tên hát dạo, phụ nhân của ta muốn nghe, vậy thì ngươi hãy kể đi. Vâng, nếu lệnh phụ nhân cho phép thì kẻ hàng này xin kể hầu cho phụ nhân một câu chuyện xa xưa. Nơi miền điền xanh cát trắng, vào một đêm buồn trời quang vắng, nắng tắt lâu rồi sầu lạnh xuống cô thôn. Có hai kẻ yêu nhau cầm tay nhau mà hẹn ước chuyện ân tình, nói rằng dù ngày mai xa cách, đừng dội cách xa lòng, đừng quên chữ thủy chung. Chuyện của ngươi nghe buồn quá. Trời ơi, phu nhân của ta đang buồn, đang ly ra thì ngươi phải làm cho phu nhân ta vui. Trái lại, ngươi làm cho phu nhân ta buồn thêm nữa, tội của ngươi đang chết. Công, tôi chưa công, thiếp nghe hình như có một chút vui trong lòng với câu chuyện của người kia vừa kể. Sao? Phu nhân vui được một chút rồi hả? Vâng. Hay, tên hát dạo, ngươi hay đó, phu nhân của ta vui được rồi đó. Kìa, tại sao có tiếng quân reo ầm ĩ? Tàu chúa công, nơi cửa thành Tây lửa vừa bốc cháy. Lửa bốc cháy thành Tây? Tại sao? Tại sao? Tàu chúa công, hình như có một kẻ gian dẫn một toán quân lạ xâm nhập vào biệt phủ. Kẻ gian nào? Toán quân nào? Muôn tàu, hạ tướng không được biết. Không biết, không biết. Vô dụng, lui ra. Hãy chờ ta truyền lệnh. Tàu dân, cái tên khốn nạn nào dám phá cuộc vui của ta đêm nay? Phu nhân, phu nhân hãy đợi ta nơi đây, ta sẽ trở lại tiếp tục cái cuộc vui đang bỏ dở. Thưa lệnh phu nhân. Kìa, tên hát dạo, sao ngươi chưa rời khỏi nơi này? Hay ngươi còn đợi chờ ta ban thưởng? Trót đã bán tâm sự mình cho kẻ khác mua vui, tôi cũng muốn đợi chờ ai ban thưởng. Nhưng sao? Có phải lĩnh phu nhân đang thương nhớ một bóng hình nào xa xôi lắm? Ông là ai? Sao giọng nói xa xôi như trách móc âm thầm? Tôi muốn biết ông là ai, từ đâu đến, hãy nói đi, ông là ai? Phu nhân ơi, tôi là một bóng ma chợt hiện ra từ trong quá khứ, rồi lặng lẽ ra đi như một cánh nhang trời sương ngược gió đêm tàn. Tôi đến đây khi trăng chưa khuất bóng non ngàn, và chợt nhớ đêm nay trời lạnh lắm, lạnh như lần nơi bến hạ chia tay. Có người chung tình tiễn đưa lao nước mắt, hẹn ngày mai đời sẽ đẹp như trăng. Nhưng ngày mai và mãi mãi ly tan, cho vạn kỷ vùi sâu trong thương nhớ. Ông là ai? Sao nói lên những lời cay đắng? Sao kể về những kỷ niệm xa xưa? Đêm ngoài kia xuống lạnh tự bao giờ, tôi muốn khóc như ngày nào tôi đã khóc. Cô nhân ơi, hãy khóc đi để cho nước mắt xóa tan hình anh cô, và để tiễn người về nhặt góp sầu xưa nơi chôn cô tiêu điều. Kỷ niệm dần phai theo nắng gió mưa chiều, một lần chia tay là vĩnh biệt,
mỗi người đi mỗi ngả, mỗi kẻ sống mỗi nơi. Phu nhân ơi, còn nhớ chăng câu nói ngày xưa nơi bến Hà? Nếu ngày sau dấu kiếm còn in trên mặt đá, thì tình ta chung thủy đến ngàn năm. Sao ông nói lên những lời trong kỷ niệm? Ông biết gì về quá khứ của tôi? Ông là ai? Tôi là kia Nhật Kim Bình. Sao anh đổi lúc tên hát dạo Nhật Kim Bình anh? Phu nhân ơi, mộng ước chưa thành mão mới đã dội khoác lên người yêu cũ Phương Kiều. Tôi đến đây để nhìn nhau trong hờn tuổi, rồi cúi đầu lặng lẽ khóc ly tan. Nhật Kim Bình ơi, từ buổi xa cách quê hương, em vẫn ôm mãi dần trăng thơ bến Hà. Em vẫn nhớ lời nguyện ghi trên đá, dỗ riêu mơ tình cũ chẳng nhạt phai. Còn biết nói gì đêm tư ngộ hôm nay, mặt nhìn mặt sau ngàn trùng cách trở. Đừng dội trách chi nhau bằng những lời cay đắng đó, sao chẳng thương em đang chết bụng giữa cung vàng. Người ơi thôi hãy quên đi, nhắc chi bao kỷ niệm xưa đã qua. Xa không bao giờ quên cầu nguyện ước hôm nào, dù cho đôi lứa đôi nơi giấc mơ không tròn ngàn năm chẳng quên. Sầu tư trong tháng đợi năm chờ, anh ra đi như chim mà vô cánh lưng trời. Sau phút giây này không nói lên lời tha thiết cho tình ta đẹp mãi đến ngàn năm. Nhật Kim Bình ơi, tình ta đã chép thành thơ, mây tám hướng rủ nhau về thương hồi. Giờ anh ra đi em đau thương sầu khổ, khóc chuyện chia ly đôi ngã đôi đường. Thưa phu nhân, tôi đổi lốt tên hát dạo vào đây không phải để tìm lại người xưa, mà là để giữ tròn lời đã hứa, tìm một người trao lại canh thư riêng. Một bức thư của xuyên đảo Giang Điền? Phải, tôi tìm lão lang y mà trao lại. Xin vĩnh biệt phu nhân. Không, Nhật Kim Bình, em sẽ theo anh dù góc biển chân mây. Kìa, chúa công. Phu nhân định theo cái tên hát dạo đi đâu? Vào ngục tù hay vào cõi chết? Tôi chúa công. Nàng phản bội ta, nàng phải chết. Nhưng không, nàng chết đi, cung di này lạnh lẽo, ta sẽ sống buồn như một tội đồ bị đày ái ngoài quán đảo xa xôi. Tên hát dạo đẹp trai đã làm cho phu nhân phản bội ta. Lúc nãy vào đấy, hắn bảo rằng khuôn mặt của hắn gớm ghê. Chúa công, ta sẽ chiều ý hắn mà dùng con dao này rạch mặt hắn đã biến thành là ác quỷ. Không,
tôi chúa công, thiếp xin cúi đầu chịu chết, chứ chúa công đừng hành hạ gã kia. Không, ta đâu có muốn cho nàng chết để riêng mình ta đau khổ. Cái tên hát dạo kia, nhà ngươi sẽ biến thành là ác quỷ. Không chơi, đừng dùng dao cắt nát tim con thành từng mảnh dùng. Đừng liếm tình con vào trong hận quán muôn đời. Đừng để con phải sầu tư trong hờn cuối ngắm ngùi. Nếu phụ thân muốn hành hạ Nhật Kim Bình thì xin hãy xuống tay mà quý hoại xác thân. Chuyện âm tình đẹp mãi đến ngàn sau. Trời ơi, tại sao tất cả lại muốn chở che cho cái tên hát dạo? Phu nhân cùng Xuyên Lan hãy trả lời. Trả lời đi Cẩn Dễ Quân. Hãy giam cái tên tội phạm vào một thất đợi lĩnh ta. Mau đi Nhật Kim Bình. Bọn giặc nào dám đến đây quấy phá? Tên cầm đầu của chúng là ai? Nó là ai? Là kẻ đầu mũi trời chân đạp đất, ngày luyện kiếm đêm về cắt tay lấy máu hòa rủ mà đúng đúc hận thù. Xuyên đảo gia điền phải chính ta. Giờ ngươi muốn gì? Máu. Ta thèm máu nhà ngươi hơn thèm ăn uống. Ta sẽ cắt đầu nhà ngươi để tế lễ vong hồn thân phụ của ta Mạc Xuyên Hạ. Cha của ta dung dưỡng nhà ngươi để rồi bị sát hại bởi một tên phản bội đồ hèn. Thôi hãy im đi. Tên kiêu căng ngạo mạn đứng trước mặt ta đừng cao giọng, vì ngươi chỉ là một tên tiểu tốt vô danh. Nhưng ta dám đến nơi này chỉ một kiếm một thân, thì nào có sợ ai đâu. Muốn thử thì hãy rút gươm ra. Xin chúa công ban thiên lệnh, thần xin trừng trị tên kia. Đừng hỗn lao hùng hằng, người chết cắn an thân. À, người muốn thử tài với ta thì hãy rút gươm ra. Rồi ai thấp và ai cao, điều đó mì sẽ biết về sau. À! Khoan, Tư Mã Vĩnh Đô thượng tướng, hãy chờ ta tổ chức một cuộc vui. Phụ nhân hãy ngồi xem, vui lắm. Quân, hãy dẫn tên hát dạo đến đây. Nhật Kim Bình, vì tôi mà anh mang thảm họa. Đừng nói vậy. Hai tên tử tội, hãy nghe cho rõ. Khi có một hồi trong vang lên, hai tên tử tội hãy can đảm cầm gươm chiến đấu. Kẻ nào thắng sẽ được tự do mà rời khỏi nơi này. Kẻ chiến bại kể như đã thọ án tử hình. Nghĩa là trong hai chỉ có một người chết. Ta muốn nhận cái chết mà không cần chiến đấu. Và Nhật Kim Bình hay rời khỏi nơi này. Không, Xuyên đảo gian điền, đừng hy sinh vô lối. Anh còn mối phụ thù chưa trả được, sự nghiệp vẫn chưa thành. Anh phải sống. Giả lỗ nhân, đem rượu cho ta. Cái thương rượu đặc biệt đó, ta chưa hề hạ mình dâng rượu cho ai bao giờ. Gián điền, ngươi nên nhận lấy cái hân hạnh hôm nay đi. Ta không hề uống rượu của kẻ thù. Không nản. Còn tấu chúa công, thần thiếp xin một ân huệ. Phu nhân xin dâng rượu cho Kim Bình chứ gì. Được, nàng cứ tự nhiên. Nhật Kim Bình ơi, xin chàng hãy cạn chén tiễn đưa. Lát nữa đây mình vĩnh biệt nhau rồi. Hơi rượu thơm nồng như hơi thở người yêu. Tôi uống đây. Như tình cảm của tôi chắc càng trong tim. Rượu tiễn đưa là độc dược giết linh hồn. Chờ giờ phút của biệt ly.
Các người nên nhớ, hàng ngàn cung thủ đã sẵn sàng chờ đứng để bu tên. Quân sĩ, hãy nổi lên một hội tâm để bắt đầu. Kìa, trong, trong ở đâu mà nó vui như ngày hồi. Ôi vui cha cha là vui. Vui quá bây ơi, vui quá bây ơi. Nhật kiếm bình. Chúa công, hình như có gì trong rượu. Đâu có gì, chỉ có độc dược đủ làm điên loạn. Trời ơi. Phu nhân, phu nhân, hãy đưa phu nhân ta vào trong. Hãy tên tới tội, hãy tiếp tục tranh tài đi chứ. Gì đó, đánh nhau nữa đó hả? Ờ, đánh thì đánh đi, ta đâu có sợ. Giang Điền, hãy giết cái tên điên loạn đó đi. Nhà ngươi sẽ được tự do mà rồi, khỏi nơi này. Hãy giết nó đi. Không, ta bẻ gãy thanh gươm để chứng tỏ rằng ta là người chính nhân quân tử. Không cầu xin sự sống yên thân để xuống gươm giết kẻ điên cuồng. Một kẻ cuồng điên trong tay không một tấc thép mà đã trót bị nhà ngươi hủy hoại cuộc đời trong men rượu à. Rượu đục cháy linh hồn và thân xác cũng tàn thương. Phụ thân sao nỡ giết chết tâm tình con trong cảnh trái ngang. Khi nhìn người ấy sống muôn đời trong cảnh cuồng điên. Ai, ai cuồng điên hả? Sống không tình không cảm không ái không ân. Tao biết rồi. Lũ chúng bay điên nên không biết rằng tao đang hờn giận. Lũ chúng bay cuồng nên không biết rằng tao nhớ tao thương. Mạc Xuyên hả? Hãy truyền lệnh cho Nhật Kim Bình rời khỏi nơi này. Ta bằng lòng chịu chết. Không, cả hai đều phải chết. Trói chúng lại. Ta phải thành quan thành điện trước đã, rồi sẽ tới Giang Điền. Thượng tướng Vĩnh Đô. Ủa, Vĩnh Đô đi đâu rồi kìa? Vậy thì Giả Lộ Nhân hãy giết hắn đi. À, Giả Lộ Nhân đi giết ta. Không không, quận chúa. Quận chúa ơi, tôi làm sao giết quận chúa được? Xuyên lên, sao con đem thân mà đỡ kim cho cái tên hạt giáo điên cuồng? Phụ thân, phụ thân hãy giết con đi và xin tha tội cho Nhật Kim Bình. Không, Mạc Thủy Xuyên Lan, con phải sống. Nhưng Nhật Kim Bình cũng không thể chết. Được rồi, cha sẽ tha tội cho Nhật Kim Bình. Cẩn Vệ Quân, hãy đưa Kim Bình rời khỏi đây ngay. Nhật Kim Bình. Không, ta không đi đâu hết á. Ta ở đây vui mà. Tâm cổ nó đi. Dạ Lộ Nhân, hãy bằng quận chúa vào trong lo điều trị mau đi. Xuyên đảo Giang Điền, giờ đến lượt mày đi. Xuyên hạ. Đảo. À. Kìa, thái công lão Lăng Y. Lão Lăng Y, sao lão lại toan giết ta? Công tử ơi, bấy lâu nay lão sống căm hờn như một tên nô lệ. Nhưng lòng lão luôn luôn thương nhớ Lĩnh Công. Người đã nằm yên dưới nỗi có non ngàn. Lão sống trong túi nhục vô vàng, thờ hai chúa một đời. Lão đâu là tôi trung, nhưng lão sống đây là chờ ngài rửa hận cho Lĩnh Công. Nay được thỏa nguyện rồi cũng ngậm cười chôn cửu nguyên. Nhật Kim Bình anh đâu, giờ anh đã ra sao nơi gốc biển hay viên trời, chờ đợi em theo cùng cho trọn nghĩa thủy chung. Phương Kiều đừng tuyệt vọng,
đây thuốc chữa bệnh điên cho Nhật Kim Bình. Xin vinh biệt. Lan y tay công. Tâu chúa công, thượng tướng Vinh Đô làm phản, đang cái quân đánh phá Hoàng Thành. Trời, Vinh Đô đã phản ta, ta sẽ giết tất cả những kẻ nào dám xem thường uy quyền của đạo chúa. Dạ lão nhân. Dạ, hãy theo ta. Tâu dân. Xuyên đảo Giang Điền, giây phút này anh không còn là tên tử tội. Tôi đã tháo xích xiềng vì anh, hãy đi đi. Tôi biết sẽ về đâu. Điểm có cầu xương là nơi quan trò, kịp độc hành sầu trên muôn vạn ngã. Đi rồi về tay vẫn trắng cô đơn. Anh hãy xuôi biển lớn, ngược sông buồn, đi tìm lại tự do xây nghiệp cả. Anh mau rời khỏi đây mau, hãy đi đi. Không, tôi muốn ở lại đây để xác thân tôi được chết khô như một loài cỏ dại, còn hơn lặng lẽ ra đi để đón nhận lửa cô đơn âm thầm thiêu hủy một linh hồn. Không hiểu vì sao lòng tôi bỗng dưng chợt thấy rưng buồn, nhớ những đêm gọi sương trời hải đảo, tôi thường mơ được về bên ấy hạ một chiều xuân. Trời buồn chia đôi bên nhớ thương nuôi tiếc gì đây với hai bàn tay trắng. Đêm từng đêm ngồi bên sông vắng, nhìn sương lạnh hoài xa đang rùng trắng khung trời. Giang Điền, anh còn mối khổ thù, còn sự nghiệp bá vương, vậy anh hãy đi đi. Tôi chẳng đành tâm, tôi đi rồi nàng sẽ ra sao? Giang Điền, đừng hỏi tôi rồi sẽ ra sao, vì đời tôi kể như đã chết từ khi bị người cướp đoạt rồi bến hạ đến Vĩnh Dương. Đâu còn gì để ôm ấp nhớ thương, buồn rũ xuống tóc khi ngã màu chia biệt. Tâm sự nghẹn lời làm sao tôi nói hết, trước thềm rêu xuân đã rụng bao giờ. Tôi sẽ đưa nàng tìm lại chiều xưa, tô thắm lại màu trắng nơi bên hà. Nay trăng cũ đã phai màu thương nhớ, bến hạ đều hiu từng xuân rụng âm thầm. Phương Kiều, hãy theo tôi sẽ bảo vệ nàng dù phải chết để nàng được sống. Không, anh hãy đi đi, cô tôi chỉ làm bẩn biểu chân anh. Tôi không muốn Phương Kiều ở lại đây, tôi sẽ đưa Phương Kiều trở về bến hạ, chúng ta cùng đi. Đứng lại, nhà ngươi định đưa nàng về đâu? Nhà ngươi định phỏng tay trên của ta sao, tên khủng khiếp? Thượng tướng Vĩnh Đô. Phải, thượng tướng Vĩnh Đô, nhưng đã sắp thành đảo chúa, Mạc Xuyên Hạ đã bại binh trốn thoát. Ta đến để đưa nàng trở lại Việt Cung. Đứng lại, bước thêm một bước nữa nhà ngươi sẽ không toàn mãn. Khốn nạn, vậy thì nhà ngươi phải chết trước khi ta bắt đầu vào một cuộc vui. Đó, hãy đuổi theo bắt chúng lại cho ta. Trời đất đang vang tiếng chào mừng ngày ta về thăm người em xưa. Ngày xưa nước xanh mây hồng, chốn cũ ai đang chờ ai hay chờ ta. Vui quá trời quá đất mẹ ơi, vui quá trời. Nè, ta nói cho nghe nha, vui chứ là vui. Đây nè, rồi mình sẽ đi khắp trời, tìm người năm nào vui đùa bên ta. Ngày xưa rủ nhau nô đùa phục trong kia ly, mình ta vui cùng ta. Đây là đâu? Một ngôi nhà cũ kỹ, một mảng lưới sắt tan hoang. Và đây,
gia tích cũ của hôm nào vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt. Có ai ở trong nhà không? Cho ta xin miếng cơm, ta đói lắm. À, đây mai tranh năm cũ, trục đảo Phương Kiều, nàng hiện ở nơi đâu? Bàn thờ của ai đây? Cơm, cơm đây rồi, đưa cho ta. Nhà ngươi là ai? Sao lại giành giật cơm với ta? Tao là ai? Tao là ai à? À, tao là ai? Tao cũng không nhớ nữa. Còn mày? Đúng rồi, mày, mày là ông vua? Ông vua? Ủa, rồi sao bây giờ mày cũng rách áo đói con? Thôi ta nhớ rồi, thằng điên. Ai? Ai nói tao điên? Tao điên từ bao lâu? Đúng rồi, đúng là nó rồi. Nè, sao chúng mày cứ nói rằng tao điên? Tao điên à? Tao điên mà sao mà tao không biết? Mà tụi bay biết rõ hơn tao. Nè, cho tụi bay biết tao là một kiếm sĩ hiên ngang à nha. Đúng là thằng điên vì uống rượu nên thân thể của mày phải rách rưới lang thang, nói chuyện lăng nhăng vui buồn hờn giận. Tao thù lắm, biết không? Tao thù cái con người độc ác và kiết thương dị dạng xa vời. Chắc mày nhớ người yêu nên chua xót ngậm ngùi hay buồn bã cho cuộc đời, rồi thất tình rồi thông hận thế gian. Phải rồi, chính tao đã bị người ta cầm hai cái sừng rồi con ấy một đứa gian thần chuốc rượu cuồng cho tao uống điên chơi. À, thôi mày ngồi đó mày ăn cơm đi nha. Nè, ngồi đi, ngồi ăn cơm đi. Ê, tao đi hả? Tao đi, tao hỏi cơ ông trời để coi bữa nay trời mưa hay nắng, hỏi đêm nay coi đêm vắng hay dài. Mày ngồi đi, tao đi. Trời ơi, bao nhiêu đổ vỡ đau thương đều do ta tất cả. Mẹ ơi, mẹ, con đã về nè mẹ. À kìa, chúa công đến đây, còn mẹ tôi đâu rồi? Lão bà, lão bà. Mẹ tôi sao? Lão bà đã chết. Trời, mẹ tôi đã chết. Vậy là trọn đời tôi cô độc, là trọn đời tôi lạc lòng bơ vơ. Nhớ đêm xưa sông biển dạt dào, mẹ con ngồi bên con giá lưỡi dưới đăng vàng. Mà bây giờ bóng trăng xuống, cô độc âm thầm trong sương, mẹ đã bỏ con rồi. Ai, ai đã giết mẹ tôi? Không phải tự tay ta giết lão bà, nhưng ta vẫn thật lòng ăn năn, mong nàng tha thứ tội tình. Thôi, ông hãy đi đi, đừng bao giờ cho tôi còn gặp mặt. Ông đã giết của tôi trọn cả cuộc đời, còn giết cả mẹ hiền. Hãy đi, ông hãy đi đi. Phương Kiều, hãy tha tội cho ta. Vĩnh biệt nàng, ta đi tìm con ta. Xuyên Lan, Xuyên Lan. Gió lạnh lùng nơi đây, sông
chập trùng cao như tiên khóc hôm nào đưa tiễn kẻ lên đường. Em thấy huyền ngàn năm thủy chung, nhưng thủy chung thoáng qua trong hồn ai rồi vội vàng tan theo khói mây. Nơi trương hoa có ai mơ tình xưa, tiếng của ai nghe u buồn nức nở như lời trách móc của một kẻ ra đi. Kẻ ra đi đã chết rồi trong giông bão, thuyền cô đơn chìm mất giữa trùng khơi. Ông là ai mà trách phiền người trong cuộc, hay ông đây chính là... Không, không, tôi không phải là người của một đêm trắng chia ly nhạc mờ sương bụi trắng, mà bụi ra đi có người lao lệ tiễn đưa nhau bằng kỷ niệm thương sâu. Tôi là một thằng điên đi tìm kiếm mộng ban đầu, nhưng người ta đã quên rồi kỷ niệm để bước vào một cuộc sống vàng son. Tôi lặng lẽ quay về trong bóng tối, nhìn lại sau lưng vết tích chưa lành, ước hẹn đêm nào trọn thủy tròn chung. Rồi câu thể ước đã bay vào theo khói theo ngày mây. Nhật Kim Bình, bà gọi tên ai nghe nó buồn u ân, có phải tên người yêu cũ của bà chăng? Nhật Kim Bình, hãy bình tâm nghe em nói, hãy quên đi buồn đau trong quá khứ, kỷ niệm ngày xưa vô chết còn ghi, tương lai trước mặt chúng ta đừng bỏ dở. Tương lai trước mặt, quá khứ sau lưng, nó đâu rồi? Không bà ơi, tôi nhìn thấy hiện tại tôi là tên tàn tạ xác thân. Quá khứ tương lai đó chỉ là những ảo ảnh xa vời như giấc mộng. Tôi muốn quên, tôi muốn nhớ, nhưng rốt cuộc rồi tôi không hiểu rằng mình đã nhớ hay quên. Cho nên tôi buồn, tôi giận, tôi khóc, tôi than, không biết tại sao mình không còn trí nhớ. Tôi muốn ngược về đường xưa lối cũ, tìm lại người yêu xa cách từ lâu rồi. Nhật Kim Bình, bà mới nhắc tên này mà sao lệ rơi ước mắt. Bà khóc tiếng đưa ai, hay sầu cho tình ai dở dàng. Ôi ánh mắt tình anh chừng như hồ ly yêu quay, như ánh mắt ngày xưa chôn đời ta trong hồ thẳm u mê. Nhật Kim Bình anh ơi, lòng của em trao anh trọn đời. Đừng thôi đừng người ơi, đừng nói chi những câu chung tình. Thôi bà hãy đi đi. Nếu phải xa anh em chỉ cầu mong sao cuối đêm nay trời không muôn sáng, ngày cũng không lên và sương khuya còn nhạt trăng lưng trời. Để hai ta không xa cách trọn đời, em không ngắm người nhìn biển khuya trở lạnh, mái tranh nghèo cô độc dưới sương đêm. Em không gian cầu xin lại chút tình yêu, dù biết rằng trọn đời em cô lẻ, thì xin anh hãy dành cho em lời nói cuối trước khi chia tay nhau đôi ngã đôi đường.
lòng em dù trước dù sau cũng vậy. Thương yêu rồi đâu phải dễ dàng quên. Nói lao, bà nói lao. Nếu chẳng dễ dàng quên thì người ta đâu bội bạc. Hẹn thề nhau bằng chót lưỡi đầu môi. Nhật Kim Bình, anh hãy nguyền rủa em nữa đi, để cho em được an ủi. Ít nhất ra trong một đời người con gái phải có người trách móc chuyện yêu đương. Dù biết rằng mình không còn gì nữa, đánh mất trong lòng mà với cái mộng thần tiên. Trăng bến hạ lạnh lùng đêm hồi ngộ. Cô nhân ơi, vĩnh biệt cô nhân rồi. Lần này chỉ một lần thôi, xa nhau vạn kỷ bên trời gió đưa. Người đi trăng nước bơ vơ, còn người ở lại bến xưa lạnh lùng. Thôi bà ơi, bà nói gì tôi nghe nó buồn quá bà ơi. Ơ, chắc là bà điên rồi phải không? Bà này bà điên mà. Thôi được rồi nè nè, ở đây nha. Ở đây rồi tôi đi tìm Ngọc Hoàng xin thuốc tôi cứu bà nghe. Nhật Kim Bình, trời ơi anh vẫn còn điên loạn, biết phải làm sao bây giờ đây. À phải rồi, có viên thuốc giải cuồn mà lão Lăng Y đã lén trao cho ta. Nhật Kim Bình, anh hãy uống viên thuốc này đi anh. Ờ, tại sao tôi phải uống thuốc? Vì đây là thuốc giải điên, theo lời trăn trối của lão Lăng Y. Trước cơ khi người giả từ kiếp nhân sinh, đây viên thuốc này chàng hãy uống đi, để bình tĩnh tâm hồn, để khỏi bình cùng kim. Bà nói láo nè. Lần trước bà nói nè, bà cho tôi uống rượu cái bà bảo là rượu ngọt, rượu hiền. Tôi uống vào cái tôi phát điên vậy đó. Cái lần này là bà cho tôi uống thuốc, bà nói thuốc tiên. Tôi biết rồi, tôi biết mà. Tôi biết đây là độc dược nè. Nhưng mà tôi uống, tôi đâu có sợ chết. Kìa, có những người sắp đến. Anh hãy theo em ẩn mặt vào trong nhé. Hãy bắt cho được thằng Vù Lưng và Quân Chúa. Quân Nương, Quân Nương. Trời, Quân Nương bị thương của nặng lắm không? Quân Nương. Dạ lỗ nhân, tại sao nhà ngươi khóc? Thưa Quân Nương, hãy nói đi. Ngươi hãy nói đi, giây phút cuối cùng này, hãy nói hết những gì ngươi muốn nói. Tôi muốn nói đến một tên gồ cồn si thường, nhìn theo bước chân đi của nàng quân chúa. Để rồi ước rồi mơ rồi chờ rồi đợi, chuyện tình yêu như áo mộng xa mơ. Nhà ngươi yêu ta, đó là tình cảm thiết tha của một tấm gùn. Nói thì không dám nói, còn nhìn thì cũng chỉ nhìn trong tâm lặng xót xa. Rồi hôm nay nói ban đầu vừa được tốt ra thì nàng với tôi sẽ cách xa mãi mãi. Cuộc đời tôi sẽ khép sầu trong tê tay khóc chuyện dở dàng của một tên buồn. Dạ lỗ nhân, không ngờ lúc cưới vừa nói tiếng ban đầu là lúc ta sắp giả từ cuộc sống. Quân Nương, Quân Nương, Quân Nương không thể nào chết được. Dạ lỗ nhân, giây phút này là giây phút cuối rồi, ngày mai này sẽ cách biệt muôn thu. Trước khi xác thân ta trở về
lời sau cuối. Nếu gặp lại người kiếm sĩ hôm xưa thì hãy nói lại với gã rằng ta yêu gã đến muôn đời. Giả lộ nhân, nhà ngươi có hứa với ta không? Ngươi hãy nói đi, hãy nói đi, để trước giờ ta nhắm mắt ta sẽ không còn lo ngại phân vân. Thưa quận nương, nhà ngươi hứa không? Nếu không chắc ta sẽ chết mà không nhắm mắt. Thưa, tôi xin hứa. Bấy nhiêu đó cũng đủ rồi. Giả lộ nhân, vĩnh biệt nhà ngươi. Phụ thân con vĩnh biệt. Quân nương, quân nương. Kìa giả lộ nhân, con ta, trời, con ta đã chết. Xương lan con, ta đã dùng bạo lực gây dựng một cơ đồ gieo rắc oán hận, gây cảnh trái ngang để giờ trăng tay cơ nghiệp tiêu tan. Còn giọt máu sau cùng cũng đã vĩnh viễn lìa xa. Xuyên lan con hỡi, dù sức kiệt hơi tàn, ta thề sẽ trả thù cho hồn trẻ được vui. Vĩnh đôi ta sẽ tìm mi để trả hận thù. Giết ai hỡi lão già mát dẫn, con cọp già không muốn chết trong hang thì ta cũng chiều ý ngươi mà làm tên thợ săn bắt đất dĩ. Vĩnh đô mi phải chết. Xuyên lan con, cha đã trả được thù cho con rồi. Xuyên lan con. Mạc Xuyên hả? Nhà ngươi khóc được bao nhiêu nước mắt rồi? Xuyên đạo gian đình. Phải, ta đến đây tìm gặp nhà ngươi để đòi lại một món nợ oán cừu. Cũng vì ngươi mà cơ đồ của ta tan nát. Bao năm tháng dài ta ngậm đắng nuốt cay. Hãy đứng dậy và hãy tuốt quân ra. Dân điền bây giờ ta là kẻ trắng tay, sự nghiệp không còn, người thân cũng không. Ta đâu còn tham sống mà làm gì, ta tự xử lấy mình, ngươi khỏi bận tay. Xuyên hả? Nhà ngươi đã tha thứ cho ta chưa? Cảm ơn, cho ta nhân lại giả lộ nhân. Hãy xây cho con ta một năm mộ và sôm hôm hương khói. Mạc Xuyên hả? Thế là xong một đời người. Nhật Kim Bình, anh đã tỉnh trí. Và tôi sẽ bỏ nơi này để ra đi không bao giờ trở lại. Kim Bình ơi, anh không thể ra đi cho kẻ khóc chia ly người buồn tiếng biệt. Hãy dừng chân đây nói lên lời yêu đương tha thiết cho tình xưa đẹp mãi muôn đời. Kìa dần trăng bến đi hà đã lên rồi, trăng kỷ niệm một đêm nào gặp gỡ của hai người nguyện sẽ yêu nhau. Thì tại sao phải chịu đôi đường đôi ngã cho dần trăng đổ lệ khóc ly tan. Đừng vì thương cảm mà xây mộ tình yêu, đừng nói chia ly để phân đôi trời thương nhớ. Không, Giang Điền, anh đừng tự dối.
Ngày xưa anh đã nói là tha thiết yêu nàng, nhưng bây giờ tôi biết anh cũng yêu nàng, và nàng chỉ yêu anh. Không, tôi sẽ ra đi. Anh cho tôi nhắn với Phương Kiều là Phương Kiều đã đến đây và đã nghe tất cả. Anh đừng tự vui lòng để làm một cuộc hy sinh. Phương Kiều này suốt kiếp chỉ yêu anh, kỷ niệm ngày xưa còn in trên mặt đá và bãi cát mờ sương vẫn bàng bạc một màu. Chúng ta không thể xa nhau như loài chim không thể xa rừng núi cũ. Chim xa rừng còn thương cây nhớ cội, người xa người tội lắm người ơi. Hai người hãy nắm tay nhau cho tình xưa đẹp lại. Anh, em. Nhật Kim Bình. Dạ lỗi nhân, anh có gì muốn nói? Xuyên Lan đã Chết rồi. Phải. Trước khi chết nàng báo tôi tìm anh để nói là nàng vẫn yêu anh mãi mãi. Xuyên Lan. Không, anh không được quyền chạm đến xác nàng. Khi nàng sống tôi yêu mà không giữ được, giờ chết rồi nàng phải thuộc về tôi mãi mãi. Anh định làm gì hả? Tôi sẽ đưa nàng xuôi thuyền về một đảo xa. Tôi sẽ ở bên nàng trọn kiếp nhớ thương. Nước mắt thằng gù sẽ tươi mổ cho người yêu. Vĩnh biệt tất cả.